ពីពលរដ្ឋទី 2 នេះដែលស្ថានភាពប្រទេសឬជាសេះអាណត្តិពិភពលោកយើងបានស្រាប់ស្រាប់អំពីកូវីដ-19 ហ្នឹងដែលរៀបចំធ្វើមហាសាគូជាដែលជាទីវាប៉ុនដល់ធំក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលជាប៉ុនទន្ទឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះបសុតាមព្រះរាជាដែលយើងគួរកាប់ឲ្យធ្វើឲ្យបានអធិកថាធម្មទានពុទ្ធបើបានតាមវិធីពលនេះមានការរៀបចំធ្វើតាមវត្តតាមពេលវេលា
hai và sắp ra hàng mốt hàng lúc và sắp ra cùng sắp nhân nghiệp trong đất đế cực chia và hàng sang các mùi chia vâng là sắp đi ban đề quốc tình ca sắp ra cùng sắp còn đang số bật tay về đọc để bàn lượt lại một tiên và quyền lý và số và quyền thống chia và trăm trăm và lực lẽ sinh cơm là đại dân nâng an lập vọt và đó là một cảm thi cố cùng rốn được không và sắp ra cùng sắp để bàn lượt lại hay trong ca thì mong mong ba đi tiết miên ca thì nắp và lòng hoặc đi nhằm đang cày lại hay được cứu lục lục như thiên đại ca tha tá mà cũng một xong lo các miên cùng lo và thu cùng lo mà vay thì ngày mai nhất thì nhiều nhất là miên và thu cùng lo mà vay rồi thứ hai sang trước chân đề ca tập trung và có cái năng cam ca to thì phát cái năng cam ca đi dốt để bàn tập trung sang phần tai online nha. Nè, ta xong sắp mặt cũng xong mình mình không vừa vô học thì được kiểu thấy hình tìm quấy nè. Nè, vừa vừa nè, thì biết cái ra xong nông bố hay à, ta tự nhiên xong xong chút đấy, xong chút mình phải ta ta tại chân nào nữa cứ ra xong mà ta xong mà ta xong nông bố vui pháp ở một vui trao đại ca và vui pháp sân hạ chá hay chừng liếp là nhân dung của bà sạch tại lại đã mang cung sắm mẹ sau đó tập đến nên biết có chút cùng nó tập bay sông qua vị phật sinh ra đang đấy tâu là đang cướp tập lòng tham nam muối đấy tập lòng quên chắc chắc tham nam muối sông nghiệp trong cơ thì vốn mà hàm sa đã cùng chia đâu quá ông và tôn đấy ông qua vị phật sinh ra đang đấy nhiều đấy nhiều nhiều đấy và đấy cái chất ca sùng lông vô và đấy là ca sùng lai chất chàng là người tây quân cùng chào ca nhân dụng của nạc cảm ngài cha Quốc tập hòa sát tài chia Quốc tập sát sư vật khom và Quốc tập khom trong cớ Nâng ca nghiệp trong con hình sát Quốc tập chia đại miên và sông và coi ống trong con xa rộng tạm rích hay một vị bụt tế cảm chia khác một vị cảm chia rộng lá cho ruộng Nâng bụt chi con đi thì chờ con nó ổn ra không á đại lâu xa rộng tạm rích và nhân văn chút chút nghiệp trong thì khi biết văn văn sử mạch ở kỳ rồi ai đó tôi nghe sự kêu là còn cho ông đi qua để tiếp là ban ban thôi năm thì đi đến thì quay đến cả một người kêu ai năm thì đua đó là người họ là anh chia sẻ đây cả vùng rong với cả sự đây sự kêu là hai thu vai và bên tờ sùng đồng phố là tờ đua chim chắc hai chim xem là quân vai sờ láng đại chiến thiên là cam can bị vô lúc cả ban chuyên mô chuyên bộ với người ta lúc ta trông đến một bộ tập bệnh chung được cứu đại chia vô với chồng nhiều kiếp sát xa mức được kiếp đây là bọn cho cha hay nó tôi có sao phần lại nhà đi hay mình nghe tôi thấy là một bọn cho bọn nói sẽ thế này và anh thì mất bộ ra biết là có sự chia chiếm tập bệnh chung và xong rồi bọn nhiệm dụng của tập bọn sát tập lại năm kỳ đi hay nông bê sạc cam này của tất cả sản phẩm cũng xong bê sạc đoàn tầm rách đại ban thì bọn mơ và dân ban chuốc là khơi khlăng khlăng đại mặt ban chuốc và say và nhắc tầm lòng thế là tôi chia được cung bọn của cung này ở đây là bọn là cung bệnh kiếp đây đó là thầy ta nông tay chạy kinh nghĩa và chạy dịch trong cả nà tầm lại lắm biết và thu bổng lo đàn bây thì bọn tư nó sẽ ra số sốc lúc hay cả dân ruông kia là phần bê sạc xong kinh kiếp là đầu tiên có xong thì vọt nuôi từ vọt nuôi thì vọt nuôi từ vọt nuôi ai lớn tầm cao lâu cao sẽ được kho đi Phật Sát Sá Na được bao nhiêu đại chia Phật Sát Sá Na biết về một đau sao luôn còn đâu một ta đây đó là tu qua sát được bao nhiêu là ở miền cao là xa đâu cũng bình đi một tiên vọt được kho sẽ được bao được bao nhiêu trong sao đó tập đấy nhé ở miền kia là o đương món cho bạn ăn có thể cao tôi thấy như sự công tác được sống thần lai con qua từ người đến người đã tương nhiên cả tập một cái miên và nasika trong một quốc gia sa sna là để chia quân địch hết chia sai quân vào sa để quân qua sa đó hay ai được sống để chia chia miết đang lo quân qua sa từng lại làm cả một hai người ta làm câu câu quân cống lâu xuống công ra được tiếng là phát giác nâng ca ở bên tâu đại ca Phật Căn chỉ ngứa không ra hát giác ở bên một quốc sát sân à đôi chia Phật Rưu Vy Phát Sân à cho ông Phật Lòng Chị Thân tay là nó đây là một hai ca quất là ca quát hình ba quất là tầm bay
ហើយបើជាបានលើកឡើងខាងដើមទៅយល់ទៅយល់ថាការសំណពរអំពីពិធីបុណ្យមហាសាគុជាសុខរាយដល់ទីនេះក្នុងឆ្នាំ
ដែលយើងតែងតែសរសើរ